sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ lim dim. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiều qua rèm cửa sổ, tờ báo sáng trên tay, ung dung làm ngụm trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mày hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng.